Thưa quý vị và các bạn, sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết định nâng cấp thành trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên năm 2013, thầy và trò nhà trường đã có những cố gắng vượt bậc để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Một trong những kết quả nổi bật đạt được của nhà trường là tiếp tục đổi mới và liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đào tạo những ngành nghề đáp ứng nhu cầu của xã hội và các doanh nghiệp đang cần. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên có chức năng đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nghề. Ngoài ra, trường còn liên kết với một số trường đại học, mở các lớp đại học tại chức đáp ứng nhu cầu đào tạo và chuẩn hóa một số cán bộ cơ sở của các địa phương. Từ khi nâng cấp lên thành trường cao đẳng và sắp nhập cơ sở 2 của trường nghề thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội ở thành phố Hưng Yên, trường đáp ứng đào tạo cho 1.500 sinh viên với ngành nghề chính là điện, điện tử, hàn cơ khí cắt gọt, may thời trang, kỹ thuật nông nghiệp, kế toán doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trường còn liên kết với các công ty chuyên về xuất khẩu lao động có uy tín nhằm đào tạo tiếng, đào tạo nghề để đưa lao động sang các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc làm việc. Xác định xu hướng hiện nay là đào tạo những ngành nghề mà xã hội doanh nghiệp đang cần, nhưng không chạy theo số lượng mà phải đảm bảo uy tín, chất lượng trong đào tạo nghề. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên rất chú trọng đến việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cũng như nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Các thầy cô giáo đều được chuẩn hóa và có kỹ năng sư phạm tốt, nhất là ở những ngành nghề trọng tâm của trường. Do khi ra trường, đa số các học viên sẽ tham gia sản xuất tại các doanh nghiệp trong nước hoặc đi xuất khẩu lao động, nên một trong các yêu cầu đầu tiên của nhà trường đối với học sinh là ý thức kỷ luật và tác phong lao động. Ý thức ở đây là phải đúng giờ trong học tập và sinh hoạt khi học ở trường và trong các buổi thực tập ở doanh nghiệp. Tác phong lao động chính là thái độ chuyên nghiệp, chuyên cần trong các giờ lý thuyết, thực hành và đi thực tập, làm việc độc lập hay làm việc theo nhóm tại doanh nghiệp. Trong cơ cấu tiết học, trường đã định hướng cho các em được học nhiều tiết thực hành hơn. Khi tham gia thực hành, thực tế sản xuất tại doanh nghiệp theo từng ngành nghề nhất định. Các em ngoài học được kỹ năng, ý thức, tác phong và kỷ luật lao động, còn được các doanh nghiệp đón đến nơi làm việc và trả cho một khoản kinh phí từ 3 đến 3,5 triệu đồng một tháng thực tập. Qua đó, sẽ hỗ trợ các em trang trải các khoản sinh hoạt học tập, giúp đỡ cho gia đình trong suốt quá trình học. Chúng tôi ký với các doanh nghiệp là liên kết với các doanh nghiệp để doanh nghiệp và nhà trường cùng đào tạo với hai mục tiêu. Một là mục tiêu là liên kết với các doanh nghiệp cùng đào tạo để cho học sinh nâng cao về tay nghề, nhất là tay nghề của những học sinh mà khi đã qua doanh nghiệp đó rồi, sau này đi làm không phải đâu, doanh nghiệp không phải đào tạo lại nữa. Thứ hai là chúng tôi ký với các doanh nghiệp để sau này học sinh khi tốt nghiệp rồi thì học sinh đó được doanh nghiệp đó nhận về làm việc và học sinh không phải đi xin việc làm. Khi mà nhà trường ký với các doanh nghiệp để liên kết đào tạo cho học sinh thì nó phải mang lợi ích của cả ba cái thành phần tham gia. Thành phần thứ nhất là nhà trường, thì nhà trường là có nơi cho học sinh thực tập, thế và nhà trường đỡ phải tốn cái chi phí về điện, về vật tư, ngay cả giáo viên. Thì chúng tôi cũng lấy rất nhiều giáo viên ở doanh nghiệp để giảng dạy trực tiếp cho học sinh. Thứ hai nữa là nhà trường cũng đồng hành cùng với doanh nghiệp để mà đào tạo cho học sinh tất cả những công nghệ mà hiện nay các doanh nghiệp người ta đang làm. Đối với doanh nghiệp thì chủ động được nguồn nhân lực sau này. Sau khi tốt nghiệp rồi thì doanh nghiệp là có cái nguồn lao động đó để mà tuyển dụng vào trong doanh nghiệp. Nhưng đặc biệt lợi ích đối với người học là học sinh được học trong cái môi trường sau này khi mình ra gần như là cái môi trường sản xuất sau này mình ra. Như vậy là học sinh có được tay nghề và có được tay nghề đó đáp ứng được với cái nhu cầu xã hội và sau này các cháu ra đi làm việc thì doanh nghiệp cũng đã không phải đào tạo lại nữa. Nhưng chúng tôi lại cũng quan tâm đến một vấn đề nữa là
học sinh, sinh viên học hệ cao đẳng, học hệ trung cấp ở nhà trường chủ yếu là con em lao động, con em nông dân, con em cán bộ, con em công nhân. Thế thì cái kinh phí đào tạo thì chúng tôi phải tính làm sao để các em trong quá trình đào tạo thì nhà trường và doanh nghiệp cùng lo để các em không phải nộp một khoản gì cả. Tại sao lại không phải nộp? Vì lý do là khi các em đi thực tập, nhà trường đã ký với các doanh nghiệp, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đưa đón học sinh từ trường cho đến doanh nghiệp. Thứ hai nữa là phải đảm bảo được, nếu khi thực tập ở dưới đó thì phải đảm bảo được những bữa ăn cho học sinh thực tập. Và ngoài ra còn có cái phụ cấp hàng theo thời gian lao động, theo cái sản phẩm mà học sinh, sinh viên đó làm ra. Chúng tôi tính rằng là những cái phụ cấp đó thì đủ chi phí cho các em học sinh đóng tiền học phí, thế rồi ăn. Từ năm 2013 đến nay, trường đã liên kết với hơn 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thuộc các lĩnh vực như dệt may, điện dân dụng và điện tử, cơ khí cắt gọt để cử các nhóm học sinh đi thực tập tại các xưởng sản xuất. Tại đây, cùng với sự hướng dẫn của thầy giáo, của các kỹ thuật viên và công nhân có tay nghề cao, các em được tham gia trực tiếp vào các khâu sản xuất, lắp ráp mà những tiết thực hành trong trường các em chưa có điều kiện tiếp cận với công việc. Rèn các kỹ năng khi tiếp xúc với những công việc mà các em đã nắm rõ về lý thuyết. Sau khi ra đây mình không biết gì, các chị công nhân có thể chỉ biết từng tí một cho mình để mình chỉ mất một hai tuần đầu để học và sau đó có thể làm được. Kỹ năng làm việc nhóm thì các chị đấy phân ra xong là các chị ấy chỉ bảo các thứ cho mình làm một cách nhanh nhất, hiểu biết rõ nhất. Những người biết bảo những người không biết. Các doanh nghiệp, đơn vị khi nhận sinh viên của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hương Yên đến thực tập, ngoài nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bảo trong công việc, còn giúp các em hoàn thiện ý thức kỷ luật lao động là những điều mà hầu như trong trường các em chưa được tiếp cận. Từ đó, giữa sinh viên thực tập của trường và doanh nghiệp thấy được các điểm chung là hiệu quả công việc phải gắn với chất lượng sản phẩm. Đó chính là những yếu tố hình thành nên uy tín cho doanh nghiệp. Những yếu tố đó lại thường bắt nguồn từ những công việc nhỏ nhất của một người hoặc một nhóm cùng nhau bàn bạc để hoàn thiện phần việc được phân công. Có sự hướng dẫn của ban chỉ huy công trường cũng như là các kỹ thuật tại hiện trường thì cũng chỉ bảo cho các em để các em thực hiện công tác liên quan đến cái chuyên ngành của mình. Thì sau một thời gian thì các em cũng có sự tiến bộ cũng như là cũng nhận thức được rõ cái công việc, phạm vi công việc của mình phải làm như thế nào. Nhìn chung thì tất cả các em sinh viên đều đã có những cái áp dụng kiến thức vào trong thực tế. Ngoài ra thì công tác được đề cao hơn nữa là cái công tác an toàn và cũng về cái ý thức lao động trong công việc, ý thức kỷ luật trong công việc thì các em thực hiện rất là tốt. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Kim đã nhận các em đã nhận liên kết với trường Cao đẳng Kỹ thuật Tô Hiệu từ tháng 9 năm 2007. Thì trong thời gian các em làm ở đây thì ý thức chấp hành kỷ luật nội quy của công ty đối với các em là rất là tốt. Và trong thời gian làm việc là các em cũng rất là chịu khó tìm hiểu các cái kỹ năng mới, các cái kỹ thuật mới. Khi mà các em ra trường mà có em nào nhu cầu ở lại đây thì công ty sẽ giữ lại đây làm việc. Để có được những kỹ năng, có được sự tin cậy để sau khi ra trường sinh viên của trường đều được các doanh nghiệp nhận vào làm là sự dày công chỉ bảo, sự nhiệt tình của các thầy cô giáo trong trường. Những người đã bắt kịp với xu thế của xã hội và hướng đi mới của nhà trường. Đó là tự đổi mới và hoàn thiện bản thân để đào tạo những ngành nghề mà xã hội đang cần. Những nghề mà ngay khi tuyển đầu vào, trường đã có sự khảo sát với nhiều đối tượng xã hội và doanh nghiệp để các em học sinh tin cậy khi làm hồ sơ và theo học tại đây. Trong môi trường này cảm thấy rất là tốt vì được các thầy cô quan tâm, dạy bảo và các bạn thì tận tình giúp đỡ. Sau những giờ học lý thuyết thì các thầy cô còn cho bọn em học thực hành để nhận biết được bọn em học được đến đâu và nhận được biết được những gì. Và bọn em sau khi ra trường sẽ được nâng cao tay nghề hơn. 70-80% là thực hành, bọn em có thể biết được nắm chắc được cái tay nghề. Em tin rằng là học xong trong cái môi trường này ra ngoài thì em sẽ chắc chắn cái tay nghề, tự tin trong cái công việc. Ngoài cái việc thực hành ở tại xưởng, tại các cái mô hình, các cái trung tâm ở nhà trường thì các học sinh được
thực hành thực tập tại các cái doanh nghiệp. Ở tại các doanh nghiệp này thì nhà trường và doanh nghiệp cùng quản lý để đào tạo cái tay nghề cho học sinh. Và sau khi học sinh hoàn thành cái chương trình đào tạo thì cũng đã có những cái doanh nghiệp người ta sẵn sàng, người ta tiếp nhận những cái học sinh đạt cái trình độ đào tạo mà đã được qua cái thực tế ở tại cái doanh nghiệp đó. Đấy, và đa phần thì học sinh đi theo cái hướng này là hiện nay là rất là hiệu quả. Cùng với liên hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giới thiệu việc làm cho các em, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu còn phối hợp với một số doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực tuyển lao động đi xuất khẩu lao động để định hướng cho các em có nhu cầu học tiếng, học nghề phù hợp với trình độ tay nghề, khả năng giao tiếp cũng như hoàn cảnh kinh tế gia đình để đi làm việc tại nước ngoài. Từ năm 2013 đến nay, mỗi năm trường đều phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức cho từ 200 đến 300 sinh viên đã theo học tại trường đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc. Nơi đây đã thực sự là địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh và các em có điều kiện được đi làm việc ở nước ngoài với mức thu nhập từ 20 đến 35 triệu đồng một người trên tháng. Em vào đây học tiếng được khoảng hơn 3 tháng. Và khi đến đây học thì thầy cô dạy rất là nhiệt tình, chu đáo. Thầy cô trong công việc là khắc và nghiêm khắc. Được cuộc sống bình thường thì rất là tâm lý học sinh. Thầy cô dạy rất là dễ hiểu. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định cho sáp nhập trường nghề của Sở Lao động Thương binh Xã hội trước đây tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên vào Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên. Qua đó, quy mô đào tạo sẽ được mở rộng, ngành nghề đào tạo cũng đa dạng hơn. Đặc biệt các em học viên tốt nghiệp trung học, cơ sở nếu có nhu cầu sẽ được học trung học phổ thông. Như vậy, sau 3 năm các em sẽ vừa có bằng cao đẳng hoặc trung cấp nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông để thi vào đại học nếu có khả năng. Bên cạnh đó, địa điểm cơ sở 2 tại thành phố Hưng Yên sẽ thuận lợi hơn cho các học viên ở các huyện khu Nam của tỉnh và tỉnh Thái Bình, tỉnh Hà Nam theo học. Lãnh đạo trường cũng thấy rằng đây là một thử thách mới để tập thể nhà trường tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả tốt hơn như kỳ vọng của tỉnh, là xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên thành một địa chỉ uy tín, tin cậy trong đào tạo nghề của khu vực Đồng bằng Sông Hồng.